Ông bố bị nhồi máu cơ tim đi viện cấp cứu vì dạy con học. Hỏi liên tục một câu nhưng con trả lời sai. Người đàn ông bị nhồi máu cơ tim vì dạy con học bài. Theo tờ New York Post đưa tin, người đàn ông này cho biết mình thường xuyên bị giật nhẹ lòng ngực bất kỳ khi nào ông nổi nóng trong lúc giảng bài cho con. Tuy nhiên, sự việc lên đỉnh điểm vào hôm Chủ nhật vào tháng 8. Khi đó, ông liên tục hỏi con trai cùng một câu hỏi. Nhưng câu trả lời của con luôn không đúng, Lúc này ông bất ngờ thấy đầu tức ngực dữ dội và khó thở. Vài giây sau đó người bố ngất xỉu. Nhận thấy có điều bất ổn, gia đình ông Lưu đã đưa đến bệnh viện Nhân dân 3 tại Thâm Quyến. Hôm sau người đàn ông bắt đầu co giật, sụi bọt mép trước khi ngất lịm thêm một lần nữa. May mắn thay là bác sĩ đã cứu sống bực bệnh nhân. Sau đó các bác sĩ tiến hành kiểm tra sức khỏe cho ông Lưu. Kết quả họ phát hiện ra ông bị nhồi máu cơ tim trong đó động mạch vàng chính của ông gần như tắc nghẽn hoàn toàn và có thể bị cắt đứt dòng chảy của máu đến não. Theo bác sĩ tim mạch cao Gong cho biết, tình trạng của ông Lưu xuất phát từ cảm xúc mạnh mẽ như nỗi bực tức và thất vọng khi phải dạy con trai làm bài tập. Ông giải thích rằng khi bị kích động mạnh về mặt cảm xúc thì huyết áp lưu tăng đột biến, từ đó phá hủy mạch máu và tim. Hơn nữa ông